So we have a challenge that we have to decorate our Nón Lá and we have to sell for a foreigner. Okay. Thank you.
con và quen nhiều bạn mới hơn, nhiều đứa bạn mới hơn. Rất là có giải thứ nhất. Rồi, cảm ơn. Cho anh hỏi các bạn đến từ đội nào? Hồng Sơn. Rồi, cảm xúc của các bạn nghe như thế nào? Rồi, thử thách ăn trứng sống với các bạn có khó khăn không? Khó lắm, khó lắm anh. Trong cái thử thách thì các bạn thích thử thách nào nhất? Ăn trứng, ăn trứng, ăn trứng. Làm em cầu hai quả trứng ra anh. Đối với bạn thử thách nào các bạn thấy khó nhất? Các bạn thấy là những cái thử thách này có vừa sức mình hay là quá khó hay là quá dễ? Rồi, nếu như lần sau có tiếp tục các bạn có tham gia nữa không? Có. Với giải thưởng này thì các bạn tính làm gì? Như thế nào? Dạ em rất là vui ạ. Lần đầu tiên mà em được trải nghiệm hết như vậy. Chỉ là trong cấp 2, cấp 3 thì em không được, nhưng mà lên đại học này em cảm thấy rất là vui. Em thân với mấy bạn nhiều hơn, em thân với tất cả các anh chị luôn. Nói chung là cảm xúc không biết.